Rồi cả nhà, đây là nhà hàng góc phố rồi. Đấy, có các anh đã đi vào quán rồi. Đấy, mùi sai sai luôn. Ủa. Đấy, các du khách cũng như là các khách ở văn phòng cũng như là ở các khách sạn, nhà hàng hay là cơ quan xí nghiệp ở đây thường trở về với nhà hàng góc phố để thưởng thức những ẩm thực ở đây. Cả nhà thân mến, đây là không gian của nhà hàng góc phố ở đây là không gian ở nhà hàng góc phố. Hôm nay rất là đông người luôn, du khách thập phương cũng như là du khách quốc tế trở về đây để thưởng thức ẩm thực cũng như là ăn cơm ở đây, thì mọi người có vẻ rất là ngon miệng, được thưởng thức những ẩm thực, những món ăn ở quán ở đây. Một nhà hàng mới nổi ở Hà Nội. Apao sẽ đưa quý vị cùng trải nghiệm và giao lưu với du khách ở đây để cả nhà cùng được vui vẻ một tí. Apao sẽ đưa quý vị cùng trải nghiệm với một mâm cơm ở ở sau ở phía kia. Và bây giờ Apao sẽ vào nhé. À, đây là các bạn ở là sinh viên hay là những các bạn làm ở các cơ quan ban ngành ăn cơm này. Chào cả nhà nhé. Rồi, em chào cả nhà. Rồi. Rồi, em chào các anh. Em chào anh Thanh. Rồi, anh Thanh đẹp trai và vất vả về đường tình duyên rồi. Mùa sẽ trai rồi. Và cạnh anh Thanh là có một người bạn nữa. Đấy. Rất là trẻ trung nhá, bạn ấy rất là manly luôn. Rồi. Cả nhà đang giao lưu với nhau cả nhà nhá. Rồi, không sai. Đấy, không gian rất rộng luôn. Đấy, mọi người đang thưởng thức. Đang giao lưu. Cả nhà phía bên này là có các bạn trẻ cũng đang thưởng thức cơm của nhà hàng này. Đấy. Chào các anh em, cứ thưởng thức nhé cả nhà nhé. Rồi, các anh vừa thưởng thức xong rượu vùng cao. Đang thưởng thức ẩm thực của nhà hàng rồi, không sai. Cả nhà chờ đợi báo giao lưu nhé. Được đón tiếp các anh đến từ Sài Gòn. Anh ơi, bắt giòn em. Bắt giòn em kìa. Bắt giòn em. Bắt giòn em. Anh đây không biết tên. Thấy rồi. Rồi. Bắt giòn em, anh tên gì anh ơi? Anh Du à? À, Du Dương hay Du gì? À, Du Dương. Cái anh đấy tên gì? À, Võ Tòng đánh hổ trên đồi Cải Dương. À, rồi, rồi. Tích cực quay tay vận may sẽ đến, quan hệ bằng tay vận may đến luôn. Anh đánh hổ trên đồi Cải Dương đúng không? Gặp may thôi. Gặp Võ Tòng gặp may thôi rồi. Anh chào, anh tên gì? Tích cực quay tay vận may sẽ đến. À, Thắm à? Thắm. À, Vực Thắm à? À, Vực Thắm rồi rồi. Anh đấy ở Vực Thắm, anh tên là Thắm. Ông này tên Hổ nè, ông này tên Du, ông này tên Thắm. Du xuống Thắm. À, rồi cho rồi Du xuống Vực. Rồi. Rồi. Đây là pháo quá pháo, nó cứ phật phật thế này thôi. Đây. Bú canh. A Báo gửi tặng cho anh Quay Thổ. Đấy. Anh miền xa thẳm với anh em ở đây. Bản Sáng Mông, Bú Sát Sai.
Sao anh cứ ôm em là em có phải bê đê đâu. Nhìn cái đầu của nó cũng giống quả bầu thôi. Đang hút kinh khí, đang hút kinh khí. Tóc anh chọc không phải vì xương gió, tóc anh chọc bởi vì đối phó với nợ tình. Đây, nhìn quả đầu của nó giống như quả bầu hoa bao luôn. Đây, nhìn nó giống nhau không? Nó là anh em. Có phải không? Mày thổi cao lên, cao lên, quán tám đi. Từ từ để lấy cái khác. Đây. Cái nó chạy là pháo bắn đấy. Lên cao. Chào cán bộ nha, đừng bắt tao nha, tao bắn đi, tao có súng đi. Lên cao. Trước đẹp lắm, bây giờ đỡ rồi. Thổi mà xin phép được khép lại video đây để giao lưu cùng tất cả các anh ở đài truyền hình VTV, VTV3, VTV2, VTV1, VTV4, VTV7, VTV6, VTV5 rồi. Chào cả nhà nhé. A Báo chào cả nhà. Mô Sai chào cả nhà. Mô Sai nó say say. Hầu chứ hầu mê mê. Đi nhanh về nhanh. Đi nhanh về nhanh, ta uống hầu mê mê. Thầm mõ đeo luôn vòng quanh cô, nơi đại ngàn đa xăm. Giữa núi rừng đường đao khoe sắc, như chỉ hồng trên đá. Ô, chàng trai mi tù
say say lòi say say. Mù say say lòi say say hồ chứ. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Ta uống. Thank you.